chiếc máy tính khởi đầu mọi thứ cho Apple với một chiếc ốp lưng. Lời khuyên nhỏ, hãy kiên trì sử dụng các thiết bị Apple của bạn. Một chiếc máy tính Apple 1 đang hoạt động trong một chiếc vỏ gỗ quý hiếm đã được John Moran Auctioneer bán đấu giá vào hôm thứ Ba với giá 500.000 đô la Mỹ. Chủ sở hữu ban đầu đã mua nó từ giáo sư của mình vào năm 1977 với giá chỉ 650 đô la Mỹ. Chiếc Apple 1 đầu tiên được tạo ra bởi Steve Jobs và Steve Wozniak trong nhà để xe linh thiêng của cha mẹ Jobs. Sau khi thành lập công ty vào năm 1976, Apple 1 đã đưa công ty lên bản đồ với tư cách là chiếc máy tính cá nhân đầu tiên đi kèm với một bo mạch chủ được lắp ráp hoàn chỉnh. Chỉ 200 chiếc máy tính trong số này được làm thủ công bởi cặp đôi và đội ngũ làm việc của họ. Theo nhà đấu giá, chiếc Apple 1 đặc biệt này được bọc trong loại gỗ Hawaii cơ hoa quý hiếm, là một trong 6 thiết bị được biết đến với vỏ này trên thế giới, theo nhà đấu giá. Khi những chiếc Apple 1 lần đầu tiên được lắp ráp bởi Wozniak và Jobs, chúng được bán với giá 666,66 đô la Mỹ mỗi chiếc và không có màn hình, bàn phím hoặc vỏ. Những chiếc này được bổ sung vào năm 1977. Paul Terrell, chủ sở hữu của The Buy Shop ở Mountain View, California, nổi tiếng đã mua 50 chiếc máy tính và thêm vỏ cơ hoa vào một số chiếc để làm cho chúng hấp dẫn hơn đối với khách hàng. Apple 1 được bán đấu giá chỉ có 2 người sở hữu. Ban đầu nó được mua bởi một giáo sư điện tử tại Chapin College, một trường cao đẳng cộng đồng công lập ở Rancho Cucamonga, California. Sau đó, ông đã bán nó vào năm 1977 cho sinh viên đang theo học khóa học lập trình của mình vì tất nhiên, giáo sư đang nâng cấp lên mô hình tiếp theo. Anh ấy rất hào hứng khi mua Apple II và bán cho tôi cái này với giá khoảng US 650 đô la Mỹ, trích dẫn được nhà đấu giá công bố từ chủ sở hữu giấu tên. Tất nhiên, không ai biết nó sẽ trở thành một món đồ của một nhà sưu tập. Nhà đấu giá đã chia sẻ một cái nhìn bên trong máy tính trước khi bán. Phần lịch sử công nghệ hấp dẫn này đang ở trong tình trạng đúc. Có nhiều bộ phận nguyên bản và đúng thời kỳ, bo mạch chủ, màn hình, bàn phím, hai cuộn băng cassette, ba dây dẫn và một bản sao chép cũ của sách hướng dẫn của chủ sở hữu ban đầu, và nó nằm trong để làm việc, đọc mô tả từ John Moran Auctioneer. Thiết bị đã được một chuyên gia được nhà đấu giá tuyển dụng kiểm tra, khôi phục và phê duyệt là thiết bị xác thực. Đây không phải là lần bán máy tính Apple 1 có doanh thu cao nhất. Niềm vinh dự đó thuộc về một thiết bị chỉ có giá 1 triệu đô la vào năm 2014. Được bán với giá 905.000 đô la Mỹ tại một cuộc đấu giá Bonham ở New York. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.